Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTT Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình trên các dòng suite Aruba InstantOn 1830, 1930, 1960 series bằng giao diện web sử dụng IP nội bộ. Với các dòng switch Aruba InstantOn, các bạn có thể quản trị, cấu hình bằng Aruba InstantOn Portal, web browser hoặc qua app mobile trên điện thoại mình sẽ hướng dẫn cấu hình switch bằng Aruba Portal hoặc app mobile trong một video khác các bạn nhớ subscribe bộ kênh để nhận được thông báo về các video này nhé mặc định khi khởi động lên các switch này sẽ nhận IP từ DHCP server nếu trong mạng không có DHCP thì sau 120 giây switch sẽ set IP mặc định là 192.168.1.1 Do vậy, nếu không có DHCP server thì các bạn có thể cắm trực tiếp dây mạng từ laptop vào switch. Sau khi switch khởi động xong thì chờ thêm 120 giây. Đặt IP trên laptop cùng giải 192.168.1.0-24. Mình sẽ đặt IP trên laptop là 192.168.1.100. Sau đó, quay lại trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ IP 192.168.1.1. Aruba sẽ cho chúng ta 3 lựa chọn quản trị. Các bạn nhấn Connect. Đăng nhập vào với tài khoản là admin, password thì các bạn để trống. Sau khi đăng nhập, Switch sẽ yêu cầu đổi tài khoản username các bạn tạo một tài khoản mới để quản trị do nhu cầu của mỗi mô hình sẽ khác nhau nên trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình một mô hình đơn giản bao gồm một số tính năng mà chúng ta hay triển khai nhất còn nếu có tính năng nào mà chưa rõ thì các bạn cứ comment bên dưới video, mình sẽ làm cho các bạn trong thời gian sớm nhất nhé. Mình đang có một mô hình gồm một modem, một firewall Fortigate và một switch Aruba 1930. Các dòng switch Instant On khác như dòng 1830, 1960 các bạn vẫn cấu hình tương tự. Trên firewall mình đã cấu hình cổng kết nối lên modem và static route để firewall có thể truy cập được internet. Từ firewall mình sẽ nối hai cổng xuống switch để cấu hình tính năng LACP. Trên switch thì mình sẽ cấu hình hai VLAN 10 và 11. Cổng 1 access vào VLAN 10, cổng 2 access vào VLAN 11. Cổng 47 và 48 trên switch được cấu hình port channel sử dụng LACP. Cổng này thì sẽ là cổng chăn kinh. Gateway của hai VLAN mình sẽ đặt trên firewall. DHCP server mình cũng đặt luôn trên firewall mình sẽ cấu hình firewall trước. Cổng 1 và cổng 2 trên firewall đang nối xuống switch nên mình sẽ tạo một port channel cho hai cổng này và tạo hai VLAN trên port channel để làm gateway. Các cấu hình trên FortiGate thì mình cũng đã có video hướng dẫn ở trên channel của CNTT Shop rồi. Nên là phần này mình sẽ làm nhanh nhá. Các bạn muốn xem lại thì có thể tham khảo ở trên kênh. Tiếp theo thì mình sẽ tạo hai VLAN 10 và 11 trên cổng PO1 này. Mình sẽ tạo luôn DHCP pool trên firewall để cấp cho client. Hiện tại thì PO vẫn chưa up do so dưới suýt mình chưa cấu hình. Default route mình đã cấu hình trước. Giờ thì mình sẽ cấu hình thêm policy cho hai VLAN ra internet và hai policy cho hai VLAN có thể ping được đến nhau. Như vậy là trên firewall mình đã cấu hình xong. Giờ mình sẽ cấu hình trên switch. Đầu tiên thì mình sẽ tạo hai VLAN 10 và 11. Để tạo VLAN, các bạn truy cập vào VLAN, VLAN configuration. Nhấn nút S để tạo thêm VLAN. Tạo VLAN 10 với name là IT. VLAN 11 với name là sale. Tiếp theo mình sẽ cấu hình port channel để nối lên firewall. Các bạn truy cập vào mục switching, trong configuration. Trên switch Aruba thì các port channel được gọi là trunk và Aruba đã tạo sẵn các cổng trunk. Số lượng port trunk tùy thuộc vào số port group mà switch hỗ trợ. Mình sẽ edit cổng trunk 1. Đặt mô tả cho cổng. Khi cấu hình thì các bạn nên mô tả cho từng cổng để người khác khi truy cập vào có thể hiểu được. phần member port S2 port 47 và 48 vào chăn 1. Mục chăn thai, các bạn chọn mốt LACP. Nhấn Apply. Cổng chăn 1 đã up và đã active cả hai port 47 và 48. Trên firewall thì mình sẽ kiểm tra cổng PO1. PO1 đã up rồi này. Tiếp theo mình sẽ cấu hình chăn 1 trên suýt tắc 2 VLAN 10 và 11. Nó cũng giống như chúng ta cấu hình chăn kinh allow 2 VLAN 10 và 11 trên suýt Cisco. Các bạn quay trở lại menu VLAN, VLAN Configuration. Mục VLAN Membership Configuration, các bạn chọn VLAN 10. Sau đó tìm cổng chăn 1, chọn Edit và chuyển Mode sang Tab. Tương tự, chọn VLAN 11 và Tab cổng chăn 1. Tiếp theo mình sẽ cấu hình cổng 1 access vào VLAN 10, cổng 2 access vào VLAN 11 vẫn tại menu VLAN Membership Configuration chọn VLAN 10 tìm port 1 chọn Edit chọn Include và untag tương ứng với access VLAN 10 tương tự cho cổng 2 giờ mình sẽ cắm máy tính vào cổng 1 trên switch và để nhận IP động Máy tính đã nhận được IP từ VLAN 10. Mình sẽ ping thử ra Google. Ping ok này. Mình sẽ cắm sang cổng 2 để PC nhận IP của VLAN 11. máy tính đã nhận được IP của VLAN 11. Ping cũng ok. Sau khi mạng đã thông thì mình sẽ đổi IP quản trị cho switch. Mình sẽ dùng IP 172.16.1.2 của VLAN 11 để truy cập vào switch. Các bạn vào mục Setup Network, Get Connected. Tại menu IP VV4, chọn mode sang Static và đặt IP quản trị. Tại menu management VLAN, chọn VLAN ID là 11, nhấn apply. Sau khi đổi xong thì máy tính của mình cần cắm vào cổng 1 hoặc cổng 2 đang access VLAN 10 và 11, mình sẽ cắm vào cổng 1 để nhận IP động. vào địa chỉ IP 172.16.1.2 để truy cập vào suite. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình một số tính năng cơ bản trên các dòng suite Aruba Instant On như VLAN, Access, đổi IP quản trị và cấu hình port channel mà chúng ta hay triển khai. Nếu như các bạn có yêu cầu hướng dẫn cấu hình tính năng nào trên các dòng suite Aruba, hãy để lại comment. CNTT Shop sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn trong thời gian sớm nhất có thể nhé. Nhớ like, share và subscribe bộ ủng hộ kênh cũng như là nhấn nút chuông để nhận các video mới nhất từ CNTT Shop bạn nhé.